tập chương trình xin kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh YouTube của Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Chúng tôi liên tục cập nhật các ca mắc COVID-19 mới, cũng như diễn biến của dịch bệnh hàng ngày. Kính mời quý vị khán giả cùng chú ý đón xem. Quý vị cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ 30 tập chương trình. Toàn cảnh COVID-19 hôm nay sẽ cập nhật các thông tin sau. Thủ tướng yêu cầu 3 tỉnh thành bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương sẽ tổ chức cho lao động về quê theo nguyện vọng. Một ca dương tính cộng đồng được phát hiện tại tâm dịch Thanh Xuân Trung, Hà Nội, làm nghề bán hàng online, đã ra khoảng 100 đơn hàng cho người dân sinh sống cùng chung cư. Quận Thanh Xuân phong tỏa chung cư River Park số 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung với 2.600 dân sau khi xác định 4 ca dương tính. Từ 15 tháng 9, người dân quận 7 có thẻ xanh Covid sẽ được đi lại tự do, 150 loại hình sản xuất dịch vụ được khôi phục. Phong tỏa toàn bộ khu ký túc xá Đại học Cần Thơ vì phát hiện 27 ca F0, sinh viên được cung cấp toàn bộ nhu yếu phẩm. Cơ quan điều tra công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, dịch COVID-19 tại khu C5, phường 4, thành phố Đà Lạt. Fanpage Giang Kim Cúc và các cộng sự đã bị phạt 10 triệu đồng vì đã phát sóng trực tiếp có nội dung thông tin sai sự thật về việc bà ngoại rút ống thở cháu. Ca sĩ Phi Nhung bất ngờ trở nặng, phổi bị tổn thương nghiêm trọng và phải can thiệp ECMO. Đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh COVID hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng yêu cầu 3 tỉnh thành tổ chức cho lao động về quê theo nguyện vọng. Các địa phương nghiên cứu phương án xem xét tổ chức cho người ở khu vực đông dân cư, không bảo đảm yêu cầu giãn cách, cách ly theo quy định được đăng ký về quê theo nguyện vọng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương rà soát, khắc phục ngay các tồn tại về hỗ trợ y tế, lương thực, thực phẩm cho người dân, bảo đảm yêu cầu giãn cách, cách ly theo quy định. Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát việc bảo đảm trang bị phòng hộ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, tình nguyện viên, tổ COVID-19 cộng đồng. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nghiên cứu phương án xem xét tổ chức cho người ở khu vực đông dân cư, không bảo đảm yêu cầu giãn cách, cách ly theo quy định được đăng ký về quê theo nguyện vọng, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, khoa học, đồng bộ giữa các địa phương, bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Một ca dương tính cộng đồng được phát hiện tại tâm dịch Thanh Xuân Trung, Hà Nội, làm nghề bán hàng online, đã giao khoảng 100 đơn hàng cho người dân sinh sống cùng chung cư. Ca dương tính trong cộng đồng được ghi nhận tại tâm dịch Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân là nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại chung cư Riviera Park 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung. Trước đó, ngày 3 tháng 9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng. Ngày 8 tháng 9, bệnh nhân được lấy mẫu diện rộng, có kết quả mẫu gộp dương tính. Ngày 10 tháng 9, có kết quả khẳng định dương tính. Theo thông tin từ người dân trong chung cư, ban quản lý tòa nhà đã thông báo trường hợp dương tính SARS-CoV-2 có tham gia buôn bán trên xóm chợ của tòa nhà. Qua truy vết, trường hợp F0 này đã giao hơn 100 đơn hàng cho cả hai tòa A và B của chung cư. Dự kiến có thể có khá nhiều các trường hợp liên quan. Hiện, tòa nhà đã bị cách ly tạm thời để rà soát, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan. Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Thanh Xuân đã ra quyết định phong tỏa cụm nhà chung cư Riviera 69 Vũ Trọng Phụng để tập trung truy vết, phân loại các trường hợp liên quan và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện ổ dịch Thanh Xuân Trung vẫn là ổ dịch nguy hiểm nhất thành phố Hà Nội, chủ yếu tập trung tại các ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi. Quận Thanh Xuân phong tỏa chung cư Riviera Park số 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung với hơn 2.600 dân, sau khi xác định 4 ca dương tính. Đại diện ban quản lý cho biết ca dương tính là nữ, 38 tuổi, sống tại tầng 21, bán hàng online thực phẩm cho người dân trong khu vực. Ngày 3 tháng 9, chị xuất hiện triệu chứng bệnh. Ngày 8 tháng 9, được lấy mẫu diện rộng, có kết quả gộp dương tính với nCoV và công bố ca bệnh vào sáng ngày 10 tháng 9. Hiện cảnh sát đã dựng rào chắn hai lối vào tòa nhà. Tất cả các cư dân ở 666 căn hộ được yêu cầu ở trong nhà. Trung tâm y tế quận Thanh Xuân tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong khu vực. Ban quản lý đã bố trí người hỗ trợ chuyển nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian tạm thời phong tỏa với khung giờ từ 7 giờ đến 9 giờ và 16 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Phường Thanh Xuân Trung đang là ổ dịch nóng nhất Hà Nội. Kể từ ngày 23 tháng 8 đến nay, nơi này ghi nhận 541 ca COVID-19, tập trung tại hai ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi. Khoảng 150 loại hình sản xuất, kinh doanh sẽ được hoạt động trở lại từ ngày 15 tháng 9. Người dân có thẻ xanh COVID-19 có thể tự do đi lại trong quận, theo lãnh đạo quận ủy quận 7. Ông Võ Khắc Thái, bí thư quận ủy quận 7 cho biết, địa phương đang giáo diết tập trung cao hơn so với kế hoạch dự kiến của thành phố vì địa bàn được chọn thí điểm mở cửa. Bước đi đầu tiên của quận phải phục hồi sản xuất, các dịch vụ ngân hàng công chứng và kinh doanh mặt hàng thiết yếu. Quận 7 đã xây dựng các tiêu chí cụ thể
đối với người dân được cấp thẻ xanh COVID. Người tiêm 2 mũi vaccine, đủ thời gian tạo kháng thể, người nhiễm nCoV và khỏi trong vòng 6 tháng. Cũng như tiêu chí cụ thể cho nhà xưởng, siêu thị, cửa hàng nào được hoạt động trở lại. Lãnh đạo quận 7 cho biết, điều kiện cơ bản nhất để các cửa hàng dịch vụ hay cơ sở sản xuất được hoạt động là phải xanh. Để được mở cửa trở lại, cửa hàng phải đảm bảo các tiêu chí, không có F0, tất cả nhân viên đã tiêm vaccine mũi 1, 30% mũi 2 theo tiến độ chung của quận, địa phương đó là vùng xanh. Ngoài ra, cơ sở phải đạt một số tiêu chí của quận, như tổ dân phố nơi đó phải kiện toàn tổ an sinh, nơi kinh doanh phải có tổ y tế hình thành trên cơ sở chính nhân viên của kinh doanh đó, test nhanh 3 ngày một lần, đo thân nhiệt cho nhân viên. Phải kết nối phần mềm với ban chỉ đạo để khi xảy ra tình huống có thể xử lý ngay. Cũng theo ông Thái, quận sẽ dùng biện pháp công nghệ để kiểm soát từng người khi mở cửa, trong đó thẻ xanh COVID là giải pháp đầu tiên. Khi bắt đầu mở cửa, người dân ở quận 7 có thẻ xanh COVID có thể đi lại ở những vùng xanh trên địa bàn quận. Hiện, tỷ lệ vùng đỏ của quận chỉ còn khoảng 20%. Địa phương đang xây dựng phần mềm để cảnh báo người có thẻ xanh COVID không được đi đến vùng đỏ, hoặc ngược lại, cảnh báo người ở vùng đỏ không ra khỏi khu vực này. Về vấn đề kiểm soát dịch trong thời gian tới, ông Thái cũng cho biết quận đang tập huấn cho người dân tự test nhanh. Địa phương sẽ xét nghiệm lại toàn bộ người dân với chu kỳ 7 ngày một lần để làm sạch địa bàn, vừa bằng phương pháp test nhanh, vừa bằng PCR. Có 27 ca F0 được phát hiện tại ký túc xá của khu A, Đại học Cần Thơ. Trường đã cho phong tỏa toàn bộ khu này và cung cấp nhu yếu phẩm cho sinh viên đang ở tại đây. Giáo sư tiến sĩ Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ cho biết, hiện ký túc xá khu A của trường có 27 sinh viên mắc COVID-19 và đã chuyển vào cách ly tại trường chính trị. Ông Toàn cũng cho biết, ký túc xá khu A có 545 sinh viên ở 27 dãy, nguồn lây từ 2 sinh viên tình nguyện hỗ trợ tiêm vaccine ở trường tiểu học Võ Trường Toản và 1 sinh viên ở điểm bình ổn giáp bị F0. Test nhanh, 545 sinh viên, mới ra 27 F0 và nhiều F1 nữa. Ký túc xá khu A phong tỏa tuyệt đối, nhu yếu phẩm được cấp tới phòng. Đại học Cần Thơ có 500 sinh viên tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19, đến nay có 10 em bị nhiễm. Cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, dịch COVID-19 tại khu C5, phường 4, thành phố Đà Lạt. Cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt cho biết, hậu quả nghiêm trọng của 2 ca dương tính này là khiến 19 người trở thành F1 và 107 người trở thành F2. Liên quan trực tiếp đến vụ làm lây lan dịch COVID-19 này là anh Đê, 42 tuổi, ngụ đường Ngô Thị Nhậm, phường 4, thành phố Đà Lạt. Anh Đê làm nghề phụ xe tải cho một chủ xe ở đường Đống Đa, phường 3, thành phố Đà Lạt, chuyên chở hàng từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Sau khi phát hiện anh Đê và chị Y, người yêu của anh Đê, nhiễm COVID-19, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt truy vết được 19 F1 và 107 F2. Điều tra ban đầu cho thấy, sáng sớm ngày 30 tháng 8, anh Đê cùng tài xế H lái xe về tới Đà Lạt sau khi bỏ hàng trên đường Soviet Nghệ Tĩnh và tại bãi xe tải tập trung trên đường Mai Anh Đào. Anh H lái xe đến công ty Anh Đào Corp và ngủ trên xe. Đến 6 giờ 30 cùng ngày, anh H lái xe đến một gara trên đường Nguyễn Tử Lực, phường 8 sửa xe. Còn anh Đê tự ý bắt xe thồ về nhà trọ số 9 Nguyễn Trung Trực, phường 4 Đà Lạt, ở cùng với người yêu là chị Y, 52 tuổi, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Sáng 6 tháng 9, anh Đê lái xe máy chở chị Y đến đầu đường Triệu Việt Vương, phường 4 thành phố Đà Lạt mua trái cây. Sau đó, Đê thuê xe thồ về nhà riêng trên đường Ngô Thị Nhậm, rồi về lại nhà trọ ở đường Nguyễn Trung Trực. Do Đê có ý định không đi phụ xe nữa, nên chị Y gọi xe Grab cho anh Đê đến xin cách ly tại khu cách ly ký túc xá tập trung trên đường Nguyễn Hoàng, phường 7 Đà Lạt. Tại đây, anh Đê được lấy mẫu xét nghiệm PCR, ngày 9 tháng 9 có kết quả dương tính với COVID-19. Tiếp đó, cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm PCR chị Y cũng có kết quả dương tính COVID-19. Theo cơ quan chức năng, anh Đê là phụ xe tải thường xuyên đến vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh, nhưng khi về lại Đà Lạt, không tuân thủ các quy định phòng dịch của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt. Cụ thể, anh Đê không về nơi ăn, nghỉ dành cho tài xế và phụ xe theo quy định mà lại đến nhà người yêu ăn ở nhiều ngày, làm lây lan dịch bệnh. Sau khi phát hiện anh Đê và chị Y nhiễm COVID-19, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt truy vết được 19 F1 và 107 F2. Kết quả xét nghiệm PCR có chị Y là F1 của anh Đê, dương tính với COVID-19. Để phòng dịch lây lan ra cộng đồng, trong ngày 9 tháng 9 đến gần nửa đêm, CDC Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt lấy mẫu sàng lọc cộng đồng, xét nghiệm PCR cho 1.916 trường hợp tại khu dân cư C5. Kết quả có 1.736 trường hợp âm tính, còn 180 trường hợp đang chờ kết quả. Hiện anh Đê và chị Y đang được điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng. Cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Lạt ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, dịch COVID-19 tại khu C5, P4, Đà Lạt để tiếp tục điều tra, xử lý những người vi phạm. Fanpage
Giang Kim Cúc và các cộng sự đã bị phạt 10 triệu đồng vì đã phát sóng trực tiếp livestream có nội dung thông tin sai sự thật về việc bà ngoại rút ống thở của cháu. Nhóm Giang Kim Cúc và các cộng sự đã đến bệnh viện livestream cho rằng bà ngoại nạn nhân là người rút ống thở. Thông tin trên livestream được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội tạo làn sóng phẫn nộ chửi rủa, thóa mạ bà ngoại của người tử vong. Trên thực tế, nạn nhân trong câu chuyện đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Bà ngoại nạn nhân là người đã ký vào cam kết nạn nhân đã tử vong trên đường đến nơi cấp cứu. Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Thọ cho biết, cơ quan đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với chủ thể sử dụng trang fanpage mạng xã hội Facebook Giang Kim Cúc và các cộng sự. Sau nhiều ngày điều trị, bệnh tình ca sĩ Phi Nhung bất ngờ trở nặng, phổi bị tổn thương nghiêm trọng và phải can thiệp ECMO. Sau nhiều ngày điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh với nhiều tiến triển tích cực, vậy nhưng mới đây, nhiều nguồn tin cho biết sức khỏe của Phi Nhung chuyển biến nặng, phổi nữ ca sĩ bị tổn thương nghiêm trọng. Trước tình hình này, các bác sĩ đã quyết định can thiệp ECMO cho Phi Nhung để điều trị COVID-19. Đại diện ca sĩ Phi Nhung cho biết, gia đình đã nghe tin về tình hình sức khỏe của Phi Nhung nhưng chưa biết tình trạng cụ thể thế nào. Gia đình Phi Nhung mong khán giả sẽ tiếp tục cầu nguyện để nữ ca sĩ mau chóng vượt qua bệnh tật. Người đại diện của ca sĩ Phi Nhung cho biết thêm, bệnh viện có chỉ đạo không được cung cấp thông tin của bệnh nhân. Vì vậy, khi nào có thông tin chính thức, ekip sẽ chủ động đưa ra thông báo. Bản tin toàn cảnh COVID chiều 11 tháng 9 xin được kết thúc tại đây. Hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế để có được những thông tin chính xác nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.